Ghê vậy, không có chỗ hả? À? Không có chỗ luôn. Điên. Rồi, xin chào quý anh chị nha. Hôm nay ngày đẹp trời thì được một anh trai ở Hà Nội đó chốt một con lấy cái khăn lau hết lại mấy cái này cho nó sạch đi em. Lau hết ở trong cabin luôn rồi, chà cái miếng lót chân dưới nè. Lát nữa bỏ vô. Đó, giờ mình đang lắp cái dàn phay nước 2m8 bông. Phủ bì nó là 3m cho quý anh chị. Đó, đang kiểm tra lại hết. Đó chỗ độ nhớt em. Chăm nhớt động cơ nha. Nhớt động cơ em thay cho anh, lọc nhớt em cũng thay nữa nha. Bô e lọc gió trong này cũng thay luôn rồi. Đây lọc nhớt máy. Coi cái cọng sinh ở ngay chỗ cái công đờ mét. Xong lát nổ máy kiểm tra lại cái demo sạc không nha. Cơ 2.5, 2.5 máy in Japan, 2.5 lít. Em chưa có tháo cái van hàng nhiệt này nha anh. Cái van hàng nhiệt này nè. Đó, cái van hàng nhiệt từ cái nước đi về cái động cơ là chưa có tháo. Nó tháo ra luôn đi quá. Để hỏi anh chờ đã. Em thầy thợ đang tiến hành kiểm tra lại máy lạnh, lạnh rúng người luôn, lạnh là nước chảy luôn. Rồi nó sạc nè, sạc kia. Xong bắt đầu làm xong là sẽ tiến hành vệ sinh lại. Rồi, rút cạc đăng ra. Con này được cái là được bốn cái đường chờ thủy lực ở phía sau nó có sẵn luôn nha quý chị. Xong rồi kiểm tra đèn xích tóp, mấy cái đèn xi nhan đồ lại đầy đủ hết luôn nha. Xi nhan. Ủa sao cái bóng đạp thắng thử cái RM kia sáng ta? Đạp thắng ơi. Ở bên này nó cháy rồi nè. Tháo cái lá tháo này ra kiểm tra luôn. Cháy bóng này nè. Cái này là có cái đồ quay luôn nè. Quay cũng kia là nhẹ luôn. Đời này là nó xài một cái khớp nối đây. Ở bên trong này nó sẽ có một cái đầu ống băng nữa, nó xài qua cái này nó nối. Rồi sau này nó hòn bòn cái này nó xài trực tiếp vô đây cực kỳ ngon luôn quý vị. Gấp này là vừa gấp cơ vừa gấp điện, gấp vừa gấp cơ gấp điện luôn. Gấp cơ là hỗ trợ gấp đây dài cơ, gấp điện bên gấp điện là motor nó xoay cực kỳ ngon luôn. Ủa sao nó sáng rồi đó? Bật đèn. Sáng đầy đủ. Đó, con này là về Mê Linh, Hà Nội. Đó, vỏ BKT ra móc luôn, vỏ này là thương hiệu vỏ siêu bền luôn. 15.500 một cặp. Em lấy cái máy đánh cước kìa, em đánh cái đầu đó cho nó nhẹ đi, xong rồi đút ra đút vô nó dễ hơn. Ăn gì lát nữa tháo ra lại nữa mà. Nó máy đánh ngay đây có dây điện sẵn rồi luôn nè. Mua cái đó cho nó nhẹ cái là đánh thôi. Đầy đủ hết luôn nha. Con này thì mình để nguyên bản của nó, nên là không có theo yêu cầu của chủ là không có làm gì hết á. Nên là chỉ có bảo dưỡng nhớt nhau rồi lại hoàn mọi thứ thôi. Còn bộ để đinh như vậy. Đừng gỡ cái đó. Bỏ cái vỏ hả? Để bỏ một bên thôi. Đầy đủ hết. Sẽ vệ sinh lại hết nha. Hôm nay là sẽ cho lên xe luôn. Là tầm 2 hôm nữa là nhận hàng hết. Lát lát cho luôn đó nha. Chứ để tối là nó bợ mấy cái nhông là... Ủa con bự đó bộ.
to cho Nguyễn. Siêu phẩm á. Con này cũng siêu phẩm luôn nè. Đời này là qua ốc trắng hết rồi. Ơi sao thấy nó hơi ngã, cho cái đuôi sới nó ngã vô trong thử được không ta? Chiếc này vô. Gạt nước rồi đầy đủ hết nha. Phía sau. Đây cái bình nước rửa kính nó châm thêm vô trong cái ấy nữa là ngon. Bật coi nó còn bơm nước không anh ạ? Chế nước vô thử coi nó còn bơm nước không. Nè 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 nè. Nè, trước đây nè, trước đây. Nó đâu còn nước đâu bơm. Pha thêm miếng vô, châm vô thử coi sao. Đó. Nhớt hộp số là 44 lít. Khóa ben, vi sai, số sới, số chạy. Đó. Yến lùi. Đầy đủ hết. Gài cầu, 4 nè. 4 là gài cầu. Đó. Bấm là nó sẽ sáng đèn nha. Kèn. Thay cái kèn thôi, kèn hết kêu rồi ta. Kèn đâu rồi? Vô nó chừng ngay á. Sao tí kêu đốt không vô? Tối kêu anh ba qua, anh ba chỉ hả? Giỏi quá à. Bình này thể là bình mới nha. Bình rin nó ấy lại. Xong rồi, con này đi Vĩnh Long. Con này là US 35. Đó, già mang già thùng cũng rơm luôn. Mới dặm lại mấy cái chỗ này cho anh trai cho nó đẹp. Đó, con này là đi Vĩnh Long. Hay nhớt thay đồ hết rồi. Hay nhớt thay lọc đồ hết luôn à. Vĩnh Long. Đó, US 35. Bọc ghế da rồi lại cho anh nè, lịch sự luôn. Tuyệt vời. Đầy chưa? Đầy luôn đây rồi, đầy lại. Tuyệt vời luôn nha quý anh chị. Bình gạo. Đúng bình gạo chưa? À, mặt đắt chưa? Đó. 40 à. Đó hả? Gấp lại thử coi, gấp lại thử coi. Gấp lại đi, gấp lại đi. Đó. Gấp thì sẽ có cái bảng điều khiển hay không quý anh chị. Đây. Gấp gấp lại đi rồi có gì vậy? Đó, gấp một bên kia. Rồi, bên này cũng sẽ gấp lại luôn nha. Cái dây nó không có vô. Rồi, gấp bên này lại. Cái này nó cũng lên nhưng mà nó lên từ từ. Mình chậm hơn hơn bên kia một tí xíu. Trong một bên kia. Chắc mà cũng kính trực tiếp thử là nó sao ta? Còn chì còn gì đó không? Cảm biến thôi.
Đẩy vô thử, đẩy bằng tay thử. Cái này nó là vừa đẩy tay mà vừa đẩy motor. Khi nào mình... sau này nó có hư motor này á thì mình cứ đẩy tay. Đẩy tay là vô trong đây nó sẽ có một cái khóa. Đời này nó xài vừa cơ. Đó. Nó sẽ có chiều giờ lay hoay bảo dưỡng cái dàn phay cho bác. À, tới bây giờ mới xong. Giờ là 10 giờ đêm rồi. Nó mọi chức năng ở trên này nó vẫn hoạt động bình thường nè. Khi nào bác cạc bật đèn nè, đó thì cái công tắc đèn. Đèn bên trong. Đây. Cái này là gạt nước. Đó. Khi nào muốn xịt nước á là mình ấn vào đây. Đó, nước nó sẽ xịt. Đó. Phía sau cũng vậy. Phía sau nó cũng xịt nước đàng hoàng ha. Đó. Đầy đủ hết. Gạt nước sâu rồi đầy đủ hết. Cửa sổ gió trời nè. Đó, hai bên luôn. Gió trời. Bây giờ ve vào đèn nằm đây. Đó, đèn trước. Xi nhan trái phải. Đó, cái cần số Mitsu này á, nếu mà bác chạy á là phải giờ nè, đó là kéo về phía sau. Chứ để về kéo là nó hư số nè. Rồi ra vậy nè. Kéo về phía sau. Kéo số đây. Là lùi vào. Tốc độ dê cực kỳ là nhanh luôn nha. Tốc độ chạy với tốc độ dê rất là nhanh. Đó, dè dê vào. Lùi vào để rửa vệ sinh lại. Tay lái này gạch ngu. Tắt đèn hết. Tắt đèn. Tắt đèn mới rửa vệ sinh lại. Đó, rửa vệ sinh xong rồi lắp ráp này đủ. Ôi, quên gắn cái trục nối này vô. Đâu? Hả? Nối dài của cái trục cạc đăng á. Giờ tiến hành rửa lại, thay cái bình, đưa lại gắn ác quy mới vào, đó là xong. Bây giờ thì đã là 10 giờ 20, 10 giờ tối rồi. Bây giờ test hết thử nha, bật hết đèn lên lại luôn. Cái đèn này nè, đèn nhỏ này cũng bật được cái gì nữa, phải không? À xin. Chạy số chậm từ từ ra nha. Thử cái cầu cái luôn á. Giờ là 10 giờ thẳng đi ra chậm luôn. Đi mà tóc luôn. Ok. Đó. Anh thủ ra được rồi. Còn mai còn tới lượt đuôi sới rồi mọi thứ rồi. Bảo dưỡng cái đuôi sới là nó lâu nhất luôn á. Làm cho xong cho anh trai. Quá là tin tưởng luôn nha quý chị. Mười một giờ đêm. Lấy cái đồ thử cho tí. Lấy cái gì thử cho. Mâm bự ở trong cái thử được không? Cạc đăng, trục cạc đăng này.
đó, và đường dòng đồ đầy đủ hết, lắp vào đầy đủ hết luôn rồi. Bây giờ đang thử cái cầu thử nè, cái nút bấm cầu, nút bấm cầu là ở trên này, khi nào anh bấm là nó sẽ hiện lên màu xanh. Cầu đầy đủ hết rồi, tắt cầu. Tắt cầu này. Tắt cầu thì nó sẽ không lên. Tắt cầu rồi quá trời. Dài cầu nó lên rất là ngon. Rồi, ok, em vô, em ra luôn, em ra. Đầy đủ hết. Tốc độ di chuyển rất là nhanh nha, bốn máy turbo động cơ 2.5 nè, rất là mạnh nè. Đầu vô, đít vô. Hôm bữa hình như móc đâu đây nè anh. Hả? Em không nhớ nữa, con này ở dưới cái cẩu về á.